Chào mừng quý vị khán giả của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng, chúng tôi đã nói về hai nhân vật rất quan trọng và đặc biệt. Đó là nhân vật Trần Thủ Độ ở giai đoạn cuối Lý đầu Trần. Và quý vị vẫn còn nhớ clip đó, Trần Thủ Độ, gian hùng hay anh hùng? Và một clip chúng tôi nói là Hồ Quý Ly. Bài học lịch sử nào từ Hồ Quý Ly? Bi kịch nào từ Hồ Quý Ly? Và sau khi ngồi nghiền ngẫm hai nhân vật lịch sử đặc biệt này, thì chúng tôi cũng như rất nhiều quý vị chắc chắn sẽ đặt ra một sợi dây liên kết từ Trần Thủ Độ đến Hồ Quý Ly là hai đoạn kết khác nhau. Tại sao hai con người cùng thực hiện những câu chuyện giống nhau, nhưng cuối cùng một người thì đặt nền móng để tạo ra 175 năm nhà Trần, còn một người thì chỉ tạo dựng được vương triều sau 7 năm rồi mất nước. Thưa quý vị, điểm giống nhau đầu tiên giữa Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly nằm ở bối cảnh mà hai nhân vật lịch sử này xuất hiện. Chúng ta biết rằng Trần Thủ Độ xuất hiện vào cuối thời nhà Lý. Và cuối thời nhà Lý thì các vua Lý lúc đó đã yếu đuối, suy nhược, gian thần nổi lên, đất nước binh đao. Trong một bối cảnh đó thì đã có lúc Lý Cao Tông phải chạy loạn, đã có lúc Hoàng tử Sảm phải chạy loạn. Và Hoàng tử Sảm chạy loạn về đâu? Chạy loạn về Hải Ấp, tựa vào thế lực của nhà Trần. Và sau đó, khi mà thế lực nhà Trần giúp Hoàng tử Sảm trở lại kinh thành, rồi không lâu sau đó trở thành ông vua Lý Huệ Tông, thì lập tức nhà Lý phải tựa vào nhà Trần. Nhà Lý phải tựa vào những nhân vật như Thái sư Trần Thủ Độ. Thưa quý vị, hơn 175 năm sau, lịch sử lặp lại. Những ông vua cuối triều Trần là những ông vua yếu đuối, và đất nước cuối triều Trần là một đất nước suy nhược. Trong bối cảnh đó, cung định vương Trần Phủ đã có lúc phải chạy loạn, và trong quá trình chạy loạn thì được sự giúp đỡ của rất nhiều những hào trường, rất nhiều những nhân vật có tiếng tăm trong đất nước. Một trong số đó chính là Hồ Quý Ly. Cho nên sau này, khi mà cung định vương Trần Phủ về đánh Dương Nhật Lễ, mà chúng tôi đã làm riêng thành một clip, thì chúng ta thấy rằng ông đã dựa hẳn vào Hồ Quý Ly. Và sau khi lên ngôi trở thành Trần Nghệ Tông, thì ông lập tức biến Hồ Quý Ly thành cánh tay phải của mình. Thưa quý vị, như vậy là cái bối cảnh của Trần Thủ Độ và cái bối cảnh của Hồ Quý Ly giống nhau ở chỗ. Đấy là thời điểm mà những vương triều Lý và những vương triều Trần đã rơi vào giai đoạn suy vi. Và những ông vua cuối triều Lý thì phải tựa vào nhà Trần. Những ông vua cuối triều Trần thì phải tựa vào nhà Hồ. Và quy luật của lịch sử đã diễn ra. Nhà Trần lấy ngôi nhà Lý, nhà Hồ lấy ngôi nhà Trần. Đấy là điểm chung mà cả Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly đều đã dấn thân vào. Thưa quý vị, điểm giống thứ hai giữa Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly có lẽ nằm ở việc cả hai ông đều thực hiện những cuộc hôn nhân chính trị để mà hiện thực hóa mục đích âm mưu của mình. Chúng ta biết rằng Thái tử Sảm đã lấy Trần Thị Dung, tức là một người nhà Trần. Và sau khi trở thành Lý Huệ Tông thì hai người có một đứa con, đó là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ đã làm một việc là ép Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng, và có thể coi đấy là bước thứ nhất trong một vở kịch chính trị
mà ông là đạo diễn. Bước thứ hai, ông lại ép Lý Chiêu Hoàng phải lấy cháu mình là Trần Cảnh. Và bước thứ ba, khi thời cơ chín muồi, ông đã ép Lý Chiêu Hoàng chuyển ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh. Thông qua ba bước đó, với những đặc tính đặc điểm của hôn nhân chính trị, Trần Thủ Độ đã chuyển nhà Lý sang nhà Trần. Chúng ta lại bắt gặp điều này ở Hồ Quý Ly. Khi ông vua Trần Nghệ Tông trở thành Thái Thượng Hoàng và ngôi vua của nhà Trần sau này thuộc về Trần Thuận Tông, thì chúng ta đều biết Hồ Quý Ly chính là nhạc phụ của vua, tức là ông gả con gái của mình cho Thuận Tông. Sau đó, khi Thuận Tông chuyển ngôi lại cho con là Trần Thiếu Đế, thì Hồ Quý Ly đã ép Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho chính mình. Như vậy, cả Trần Thủ Độ lẫn Hồ Quý Ly đều thực hiện những cuộc hôn nhân chính trị để mà thay thầy đổi chủ. Và ngẫm lại dòng lịch sử, không chỉ là dòng lịch sử Việt Nam, mà là dòng lịch sử nhân loại, dòng lịch sử Đông Tây, chúng ta thấy rằng trong rất nhiều thời điểm của lịch sử thì hôn nhân chính trị là một thủ pháp để đổi chiều. Nhưng ngay trong những âm mưu hôn nhân chính trị giữa Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly, chúng ta vẫn thấy một khác biệt. Đó là sau những cuộc hôn nhân chính trị đó, Trần Thủ Độ không lên ngôi, không làm vua, mà chỉ làm thái sư, mà chỉ là một người đứng sau giật dây bàn cờ mà thôi. Người làm vua là Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Còn Hồ Quý Ly thì khác. Sau những cuộc hôn nhân chính trị ép buộc và cưỡng đoạt, thì ông đã ép cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho chính mình. Giấc mộng đăng quang của ông thành hiện thực từ đây. Thưa quý vị, sau khi có được triều chính thì cả nhà Trần lẫn nhà Hồ đều phải giải một bài toán tất yếu. Đó là phải tiêu diệt những tàn dư còn sót lại của vương triều trước. Và tới đây thì nó nảy sinh một khác biệt. Quý vị biết rằng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã kể những câu chuyện khá tàn khốc về việc Trần Thủ Độ đã tiêu diệt hoàng tộc nhà Lý. Đặc biệt là khi hoàng tộc nhà Lý về Thái Miếu để mà thực hiện việc tế lễ tiên tổ của mình. Chúng ta cũng biết về câu chuyện khi ông vua Lý Huệ Tông đi tu ở chùa Chân Giáo, khi Trần Thủ Độ còn gửi một thông điệp là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để rồi sau đó Lý Huệ Tông đã treo cổ tự tử. Thưa quý vị, sau khi có ngôi từ nhà Trần, Hồ Quý Ly cũng phải giải những bài toán tương tự. Ông cũng phải tìm mọi cách để mà hạn chế, thu hẹp, thậm chí là tiêu diệt những quyền lực còn sót lại của các hoàng tộc nhà Trần. Việc đổi kinh đô từ Thăng Long về Tây Đô Thanh Hóa là một ví dụ. Việc thực hiện triệt để chính sách hạn điền hạn nô, tức là hạn chế đất đai, hạn chế gia nô của quý tộc nhà Trần là một ví dụ. Tuy nhiên, đặc điểm quý tộc nhà Lý và nhà Trần khác nhau. Bởi vì chúng ta biết rằng đến thời nhà Trần thì có một chính sách là cho tầng lớp quý tộc phát triển những điền trang thái ấp. Và chính từ những điền trang thái ấp được tổ chức thực hiện qua nhiều năm đã tạo ra một nền móng sức mạnh tiềm ẩn của tầng lớp quý tộc này. Vì thế chăng mà bài toán Hồ Quý Ly phải giải nan giải hơn và khó hơn nhiều so với bài toán mà người tiền nhiệm của ông là Trần Thủ Độ đã giải thành.
thành công. Thưa quý vị, một điểm khác biệt quan trọng nữa giữa nhà Trần và nhà Hồ nằm ở những chính sách sau khi có quyền lực, mà cụ thể là những chính sách với người dân của mình. Chúng ta biết rằng thời nhà Trần, sau một chút chuyển giao ban đầu, thì nhà Trần đã xây dựng được một thiết chế rất gần dân. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, ví dụ như giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đánh giá rằng cái thiết chế mà nhà Trần tổ chức lúc đó là một trong những thiết chế gần dân nhất trong lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam. Chúng ta dễ hiểu điều này bởi vì ba lần đánh quân Nguyên Mông, về cơ bản nhà Trần đều thực hiện kế thanh dã là vườn không nhà trống. Mà để thực hiện được kế thanh dã vườn không nhà trống, tức là kêu gọi nhân dân cùng mình rời khỏi kinh thành để bỏ lại một kinh thành trống rỗng, thì điều kiện tiên quyết nhất là phải có lòng dân. Chúng ta cũng nhớ trong lần chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai, thì Trần Nhân Tông đã tổ chức hội nghị Diên Hồng để mà hỏi ý kiến các bô lão, tức là hỏi những ý kiến những con người được tôn trọng nhất ở những cộng đồng làng xã Việt Nam. Và đấy được đánh giá là một trong những biểu hiện dân chủ đặc sắc của các triều đình phong kiến Việt Nam thời đó. Thưa quý vị, chúng ta cũng nhớ lời dặn của Trần Hưng Đạo trước khi ngài nhắm mắt đối với vua Trần: khoan thư sức dân, làm kế sâu dễ bền gốc. Nhà Trần tồn tại 175 năm với ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông là bởi vì nhà Trần có lòng dân. Nhưng đến lượt mình, Hồ Quý Ly không giải quyết được câu chuyện căn bản đó. Không ai nghi ngờ gì về tình yêu nước của Hồ Quý Ly. Bằng chứng là kể từ năm 1400, khi có vương triều lập nên nước Đại Ngu, thì ông luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi là nếu giặc Minh tràn qua biên giới, mình phải làm gì giữ nước? Cho nên ông xây dựng thành cao hào sâu, ông xây dựng một quân đội chính quy với phiên chế có lúc lên đến cả triệu người. Trong tay ông lại có những vũ khí tối tân như súng thần cơ và cổ lâu thuyền, tức là những thứ vũ khí được đánh giá là tối tân hơn cả vũ khí của nhà Minh đương thời. Ấy thế mà Hồ Nguyên Chừng con ông nói một câu khiến ông đau đáu mãi: đánh thần không sợ, chỉ sợ lòng dân không theo. Là bởi những cải cách của ông không nhận được sự hợp tác của nhân dân, là bởi những tương tác của ông không nhận được những hiệu ứng đồng cảm của nhân dân. Đến nỗi sau này khi nhà Minh xua quân sang, thì một bộ phận người dân còn dẫn đường cho nhà Minh vào thực hiện một cái mục tiêu mà họ rêu rao là phù Trần diệt Hồ. Nhưng cuối cùng sau khi diệt Hồ xong thì cướp nước. Phải nói sự khác biệt của nhà Trần và nhà Hồ, mà cụ thể do hai người đạo diễn Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly tạo dựng, nằm quan trọng ở đó. Ở chỗ một bên thì tìm mọi cách lấy được lòng dân, còn một bên thì dựa vào vũ khí, dựa vào thành quách, dựa vào quân đội, nhưng cuối cùng lại không thể dựa vào lòng dân. Thưa quý vị, dòng lịch sử trôi đi, những lớp bụi thời gian phủ lên dòng lịch sử, và người hậu thế sẽ vén những lớp bụi đó để nhìn lại dòng lịch sử với những chiêm nghiệm của riêng mình. Chúng tôi, những người đọc sử và yêu lịch sử, hoàn toàn nghiệp dư, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia,
và sau khi nghiền ngẫm một số trang sử, chúng tôi xin tạm đưa ra một vài những kiến giải như vậy để thấy rằng từ Trần Thủ Độ đến Hồ Quý Ly là một kịch bản, là một câu chuyện, nhưng người thành người bại, người đã tạo ra cả một vương triều kéo dài 175 năm, người thì sau 7 năm mất nước, đắng cay cuộc đời. Thưa quý vị, chúng tôi hiểu rằng những kiến giải đó hoàn toàn cá nhân và không thể tránh khỏi nhiều sơ suất và sai sót. Nếu có, mong quý vị cũng thứ lỗi cho. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị luôn luôn quan tâm theo dõi chuyên mục Theo Dòng Sử Việt trên kênh YouTube Nhà Báo Phan Đăng. Và chúng tôi hy vọng là với chuyên mục này thì các bạn trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi, các bạn thiếu niên có thể cùng chúng tôi đồng cảm nhiều hơn với những tình tự của ông cha, những tình tự của lịch sử dân tộc mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những clip lịch sử tới đây.